Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Thủy Tẩu đây. Hiện tại con tàu của mình thì đang neo đậu để nhận dầu, nhận nhiên liệu. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em cái quá trình mà nhận dầu, nhận nhiên liệu nó như thế nào. Đó, con tàu của mình thì đang neo đậu nha mọi người, đây là không có xung quanh. Tàu mình thì vừa mới nhận hàng ở Argentina và chuẩn bị sang Hà Lan để trả hàng nha. Phải mất 27 ngày hành trình ở biển Đại Tây Dương. Sắp tới mình sẽ có nhiều video clip về chuyến hành trình vượt biển Đại Tây Dương, các hoạt động trên đó sẽ như thế nào nha. Đó, nhưng video clip của ngày hôm nay đó là review quá trình nhận dầu sẽ như thế nào của con tàu của mình. Đây là video clip sẽ dành cho những người mà tò mò về các hoạt động ở trên tàu nó diễn ra như thế nào nha. Đó, đây khu vực này có rất là nhiều khu, nhiều con tàu đang neo đậu. Đó, con neo đậu để nhận dầu, con tàu thì neo đậu để trả hàng. Đó, đây bên phía trước mọi người thấy phía dưới không, đó là con tàu đang cập vào mạn mình. Tàu bên đó nó cập vô nè, sẽ có đường ống sẽ bơm dầu từ tàu họ sang lên con tàu mình nha. Đó, con tàu này đang cập mạn đây, mình đang đứng ở trên khu vực cao nhất của con tàu mình nha. Để quay xuống tí nữa mình sẽ xuống khu phía dưới để review cho anh em nó kỹ hơn nha mọi người. Đó, đây là lúc con tàu dầu nó chuẩn bị cập vô mạn của tàu mình. Đợt này tàu mình sẽ nhận 600 tấn dầu để chạy sang Hà Lan. Tàu mình thì hay chạy vượt đại dương thì trên dưới 30 ngày ở trên biển. Người ta sẽ tính toán cái lượng dầu đủ để con tàu chạy trên đại dương. Người ta sẽ tính toán cái lượng dầu đủ để con tàu chạy từ cảng đi và cảng đến. Không bao giờ để con tàu hết nhiên liệu ở đại dương. Bởi vì ở giữa đại dương thì cấp dầu là vô cùng là khó khăn. Con tàu chỉ cấp nhiên liệu ở cảng và khu vực neo. Và hiện tại con tàu của mình thì đang nhận nhiên liệu ở khu vực neo ở Argentina. Trong 600 tấn dầu, đợt này tàu mình nhận có hai loại dầu chính, đó là dầu DO và dầu FO. Mỗi loại sẽ có đặc tính riêng của nó. Con tàu chạy dầu FO khi con tàu chạy ở ngoài đại dương, khu vực rộng lớn. Còn nếu con tàu chạy vào một quốc gia nào đó thì phải chuyển sang dầu DO. Bởi vì con tàu khi mà chạy tàu dầu DO khi thải ra môi trường sẽ ít hơn dầu FO. Do vậy, quy định bắt buộc khi chạy ở trong luồng phải chạy dầu DO. Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc tại sao không chạy dầu DO ở ngoài đại dương, để cho khí thải thải ra môi trường ít hơn. Cái lý do cũng rất là đơn giản, bởi vì dầu DO là cái dầu tốt cho nên giá thành rất là mắc. Còn FO giá thành rẻ cho nên người ta sử dụng. Và bây giờ là công đoạn cột dây vào tàu. Họ vừa ném một sợi dây mồi lên tàu mình. Tí nữa tàu mình sẽ cầm sợi dây mồi đó để lôi sợi dây của tàu của con tàu dầu lên. Sau đó là cột vô cọc bích của tàu mình để cố định hai con tàu lại. Đây là khu vực sau lái của con tàu dầu, đây là khu vực làm dây, nó có các tờ dây, chống dây ở sau lái. Dây đã được kéo lên tàu và sẽ cố định ở vị trí này. Đây là phía dưới của con tàu dầu, các đường ống rất là nhiều. Còn đây là vị trí mà bơm dầu lên tàu, sẽ bơm qua cái ống này. Ống của tàu dầu sẽ được kết nối vào đây để bơm dầu vô két. Đây là ống bơm dầu đang cậu cái ống này lên để kết nối vô cái vị trí này nha mọi người. Bơm dầu thì tầm khoảng trên dưới 6 tiếng là xong. Sau khi nhận dầu xong, mình lại có cuộc hành trình 27 ngày. Vậy là ống dầu đã được kết nối vô tàu mình và cứ thế bơm đến 5 tiếng sau là xong. Vậy là mình đã review xong cho anh em cái quá trình mà nhận nhiên liệu, nhận dầu của tàu mình nó như thế nào. Đó, những ai mà đi tàu thì cái công việc có hoạt động này thì là rất là bình thường. Còn những ai mà chưa đi tàu, người ta sẽ không biết về cái quá trình nó như diễn ra như thế nào và cách nhận dầu ra sao. Và bây giờ mọi người đã biết sơ lược nó như thế nào rồi. Mọi người không đi tàu nhưng mọi người vẫn có thể biết được cái quá trình mà nhận nhiên liệu lên tàu. Đó, video clip sắp tới đó là những chuyến hành trình vượt biển
các hoạt động ở trên Đại Tây Dương nha, để tới Hà Lan, một đất nước khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Vậy thôi, xin chào tất cả mọi người tiếp tục đồng hành với mình trong những chuyến hành trình sắp tới nha. Ok.